Hi guys, welcome to lời giải hay.com. Our lesson today is lesson 3 of unit 2, school. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng đến với bài học số 3 của unit 2 với chủ đề về trường học. Phần học ngày hôm nay sẽ là phần new words, từ mới. Activity A, read the text and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat. Đọc văn bản và nối những từ được gạch chân với định nghĩa đúng, sau đó nghe và lặp lại. Chúng ta cùng đến với văn bản đầu tiên, Peter Pan. Peter Pan lives on a magic island called Neverland. Peter Pan sống trên một hòn đảo phép thuật tên là Neverland. He meets Wendy and teaches her to fly. Anh ta gặp Wendy và dạy cô ấy bay. This fantasy novel is fun for children of all ages. Cuốn tiểu thuyết giả tưởng này rất vui nhộn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Author G.M. Berry. Tác giả tên là G.M. Berry. Văn bản thứ hai, The Secret of the Old Clock. Bí mật của chiếc đồng hồ cũ. Nancy Drew is good at finding our secrets. Nancy Drew rất giỏi trong việc tìm ra bí mật. She loves helping people with problems. Cô ấy thích giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. This novel is an interesting mystery story. Cuốn tiểu thuyết này là một câu chuyện bí ẩn thú vị. Author, tác giả, Carolyn Keene. Văn bản cuối cùng, My Side of the Mountain, sườn núi của tôi. Sam Crickley runs away from New York City to live on a mountain with his bed burned. Sam Crickley chạy khỏi thành phố New York để đến sống trên núi với chú chim cưng của mình. Children will love this adventure story. Trẻ em sẽ thích câu chuyện phiêu lưu này. Author, tác giả, Jean Craighead George. Những từ gạch chân mà chúng ta cần tìm hiểu định nghĩa. Đầu tiên cô có từ fantasy, có nghĩa là tưởng tượng. Author, tác giả. Novel, tiểu thuyết. Mystery, bí ẩn. Adventure, thám hiểm. Đầu tiên chúng ta sẽ có câu ví dụ number 1. In this kind of story, animals can talk and people can use magic. Trong loại câu chuyện này, động vật có thể nói chuyện và con người có thể sử dụng phép thuật. Định nghĩa đúng sẽ là fantasy, tưởng tượng. Câu số 2. In this kind of story, lots of exciting things happen, like going on a new place. Trong loại câu chuyện này, rất nhiều điều thú vị xảy ra. Ví dụ như là đi đến một nơi mới. Định nghĩa đúng của câu này sẽ là thể loại mystery, bí ẩn. Câu số 3. A book about people or events. Một cuốn sách về con người hoặc sự kiện. Cô sẽ có định nghĩa đúng là từ novel, tiểu thuyết. Câu số 4. The writer of a book or comic. Người viết một cuốn sách hoặc là truyện tranh. Định nghĩa đúng sẽ là từ author, tác giả. Câu cuối cùng number 5. In this kind of story, strange things happen and secrets are found out. Trong loại câu chuyện này, những điều kỳ lạ xảy ra và bí mật được tìm thấy. Định nghĩa đúng sẽ là từ adventure, thám hiểm. Rồi chúng ta cùng đến với activity B. Which story would you like to read? Em muốn đọc câu chuyện nào? Talk to your partner. Nói với bạn của em. Chúng ta sẽ luyện nói với bạn của mình theo cấu trúc câu Which story would you like to read? Bạn muốn đọc câu chuyện nào? Và mở câu trả lời I like to read Peter Pan. I like fantasy. Mình muốn đọc Peter Pan. Mình thích truyện giả tưởng. Rồi ở đây cô sẽ gợi ý cho các em câu trả lời như sau. Which story would you like to read? Bạn muốn đọc câu chuyện nào? I like to read The Secrets of the Old Clock. Mình muốn đọc bí mật của chiếc đồng hồ cũ. I like mystery stories. How about you? Mình thích những câu chuyện bí ẩn, còn bạn thì sao? I like to read My Side of the Mountain. Mình muốn đọc sách sườn núi của tôi. I like adventure stories. Mình thích những câu chuyện phiêu lưu. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời giải hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.